Dự báo thời tiết 12 tháng 5, miền Bắc tiếp tục mưa to nhiều ngày. Miền Bắc đang hứng chịu đợt mưa kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thì duy trì ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa khoảng 20-50mm, có nơi thì trên 80mm. Dự báo từ nay là 12 tháng 5 đến khoảng 15 tháng 5, ở khu vực vùng núi và trung du đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Lượng mưa ở khu vực phổ biến 100-250mm một đợt, có nơi trên 300mm một đợt. Khu vực Hà Nội từ nay là 12 tháng 5 đến 15 tháng 5 có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Thời tiết toàn khu vực miền Bắc duy trì trạng thái nhiều mây, âm u với nền nhiệt phổ biến 25-32 độ C. Cảnh báo từ khoảng ngày 15-16 tháng 5 thì mưa dông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc và Trung Bộ. Các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên Nam Bộ tiếp tục kiểu thời tiết ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và mưa rào, dông rải rác, gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-30, cao nhất 30-33, có nơi trên 33 độ C. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.